Số tử vong vì động đất ở Nepal có thể lên tới 10.000 người, tin từ Paktapur, Nepal. Thị trấn cổ Paktapur tọa lạc tại vùng ngoại vi thủ đô Kathmandu của Nepal bị ảnh hưởng nặng đề của trận động đất vừa xảy ra, cướp đi hơn 4.300 sinh mạng hồi cuối tuần qua. Đây là thị trấn di tích cổ, có nhiều ngôi đền đẹp như tranh và các cửa tiệm bán cổ vật. Này chỉ còn là những đống gạch vụn đầy dãy các con đường, các đền thờ và tòa nhà Hôm nay, một cư dân cho biết là ông chạy ra ngoài khi động đất xảy ra và không tin vào mắt mình. Ông không còn thấy công trường Dupor đâu nữa. Patapur nằm ở phía đông thung lũng Kathmandu, được coi là cung điện của những người Sùng đạo. Công trường Dupor của Patapur là di sản thế giới được UNESCO công nhận là địa điểm hàng đầu thu hút du khách quốc tế đến viếng thăm tại quốc gia Hy Mã Lạp Sơn này. Thủ tướng Nepal hôm nay nói rằng số người thiệt mạng trong trận động đất vừa qua tại Nepal có thể lên tới 10.000 người và người dân thất vọng vì sự phản ứng chậm chạp của chính phủ khi để mọi người dùng tay bới các đống gạch vụn để tìm cứu người thân của họ bị mất tích hôm thứ Bảy 25 tháng 4. Các nhóm viện trợ quốc tế cuối cùng đã đến được Nepal, quốc gia có 28 triệu dân, 3 ngày sau khi trận động đất 7.9 độ Richter xảy ra, nhưng hàng cứu trợ đến với người dân quá chậm. Theo Bộ Nhà đất Nepal, số tử vong lên tới 4.349 người, với hơn 7.000 người bị thương. Liên Hiệp Quốc cho hay là 8 triệu người bị ảnh hưởng bởi trận động đất và 1.4 triệu người đang cần có thực phẩm.